Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Nghệ sĩ cải lương Chiêu Linh qua đời ở tuổi 55 vì nhồi máu cơ tim. Theo thông tin từ đạo diễn Thanh Hiệp, trưởng ban lý luận phê bình hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ cải lương Chiêu Linh đột ngột qua đời ở tuổi 55 sau cơn nhồi máu cơ tim. Đạo diễn Thanh Hiệp, trưởng ban lý luận phê bình hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nghệ sĩ cải lương Chiêu Linh bị nhồi máu cơ tim, dù được người nhà đưa đến bệnh viện nhân dân 115 cấp cứu, nhưng ông đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11 giờ 48 phút ngày 2 tháng 2 ở tuổi 55. Trước sự ra đi của nghệ sĩ Chiêu Linh, soạn giả Hoàng Ngọc Ẩn xúc động chia sẻ: "Vở tuồng của đoàn cải lương Thanh Nga mà tôi dàn dựng về cuộc đời Đức Phật đều do nghệ sĩ Chiêu Linh thể hiện. Giọng ca và phong cách diễn xuất của anh thể hiện rõ tính cách hiền lành, từ bi, đúng như vai diễn mà anh đảm nhận. Sự ra đi của nghệ sĩ Chiêu Linh khi tuổi đời còn trẻ khiến anh chị em trong đoàn thương tiếc vô cùng." Nghệ sĩ Chiêu Linh tên thật là Trần Văn Su Ki, sinh ngày 7 tháng 7 năm 1966. Ông học ca cũ và tham gia phong trào đờn ca tài tử từ nhỏ. Năm 17 tuổi, ông theo các nghệ sĩ cải lương lưu diễn ở các đoàn tỉnh, rèn luyện nghề và phấn đấu trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Nghệ sĩ Chiêu Linh có thời gian gắn bó với các đoàn cải lương Long Châu, An Giang, Đất Thép, Trần Hữu Trang. Ông phấn đấu từ vai kép 3 lên kép nhì rồi kép chánh. Ông được các soạn giả, đạo diễn nhận xét là anh kép hiền như cục bột, chịu khó học nghề và miệt mài lao động nghệ thuật. Nghệ sĩ Chiêu Linh có nhiều vai diễn hay trong các vở cải lương trên sân khấu đoàn Thanh Nga như Tiếng Thét Bên Kia Sông, Đưa Em Về Quê Mẹ, Sông Dài, Bài Học Ngàn Vàng, Tấm Lòng Của Biển, Hồn Ma Báo Mộng, Theo Phật Xuất Gia, Quan Âm Diệu Thiện, Đức Phật Thích Ca. Gần đây, ông được gia đình cố nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn mời tham gia các vở kịch với chủ đề quê ngoại, trong đó ông vào vai người cha trong vở Bông Bí Vàng.